Dạ kính thưa quý cô chú tất cả quý anh chị, dạ cái quyển tài liệu anh có chưa có xem qua thì sáng nay mới về xem xong, để cho nên chắc cũng chưa phải coi lại chưa có được, nhưng sẵn đây thì chị mời thôi em xin ru một hai bài ngắn. Đây là cái bài ru mà ngày xưa lúc còn nhỏ được bà ngoại ru cho. Thì ru chắc không có bằng quý bà mẹ đâu, bà ngoại đâu, cho nên là có gì cũng vui vẻ không ạ? Dạ. Chưa con ơi, đừng sợ lâm đình, mà đừng ghê ông hổ mà mình tội thêm. Chưa tội là bỏ tổ bỏ tiên, nhan tàn khói lạnh. Chưa nhan tàn khói lạnh, tiền hiền quạnh. Chưa con tôi ngủ dài ướt nắng, mẹ nằm phần ướt rau dầm cho con. Chưa ngày sau con có lớn khôn, mà mẹ già trí lẫn. Chớ hờn nghe con.